Cá ơi, cái này chị chỉ cho con ăn thôi nha, chứ chị không có bắt con đâu, mặc dù là chị rất là thích bắt cá. Dưới cầu. Cầu dưới. Heo đó, heo đó. Dân bắt cá ở đây bắt cá. Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Trang đang ứng ở chợ Xó Bọng, xã Hành Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Thì địa điểm hôm nay là chỗ mà Trang đứng, cách nhà của mẹ của Trang thì khoảng gần 2 cây số của cô chú anh chị. Đây, Trang có mua 2 bao thức ăn cho cá. Cô chú anh chị các bạn, nói tới bao thức ăn cho cá thì cô chú anh chị các bạn có đoán được là Trang định đi đâu không vậy? Thì Trang rất là thích cá luôn nghe cô chú. Lúc trước thì Trang có chia sẻ video mà Trang đi qua bên An Giang ở sông Dùm Nao á, để tham quan cá thiên nhiên của ông Sáu á cô chú. Thì đó Trang đi tới 60 cây, nhưng mà chỗ này thì gần nhà Trang chỉ có 2 cây số thôi, mà gần 4 năm trời rồi mà Trang chưa có phát hiện được vậy cá thiên nhiên ở đây cô chú. Thì đây Trang sẽ lội lên đây Trang chia sẻ với cô chú mình nó ở đâu nha. Đây, đây, dạ. Đây là cái đường qua chợ Xó Bọng này cô chú. Cái chợ mà Trang dắt bé nhỏ mà có con của chị bán vé số 3 đứa con á. Đây. Dạ đây, đây, đây là cái kinh, kinh Xó Bọng. À. Đó cô chú có thấy đằng cái bụi lục bình không? Chắc xa quá à, chắc cô chú không thấy đâu. Cái kinh nó nhỏ xíu gì nè ha, nhỏ xíu gì nè, nhưng mà đằng đó là có một đám cá thiên nhiên luôn cô chú anh chị. Bây giờ thì Trang mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan đàn cá thiên nhiên dưới Trang nha. Thì Trang cũng mới phát hiện đây thôi, của cá của ông Hai á, Trang có mua 2-3 thức ăn nè. Giờ Trang là đẳng Trang cho cá ăn rồi Trang chia sẻ cô chú anh chị các bạn luôn nha. Cái đường này đi vô cũng được nè cô chú, tại vì cặp mé sông á, nhà ổng cũng cặp mé sông luôn, mà sợ chạy xe vô không được, chắc cái Trang đi đường ngoài lộ luôn. Ghê chưa, ghê chưa, lực sĩ người da. Dạ đây thì Trang đã tới nhà của ông Hai của chú, Trang đi dọc đường ngoài đường chợ vô nha. Giờ Trang đi ra đây giới thiệu với cô chú. Thì ông Sáu ở đây, ông Hai ở đây em cũng ăn chay trường nữa cô chú anh chị. Đây ổng có muối củ cải làm từ thiện nữa nè. Những củ cải giạt người ta cho ông Sa, ông Hai á, ổng muối cái ổng đem lại những cái bệnh viện á, ổng cho với những chỗ nào mà nấu cơm từ thiện á. Đây. Ổng đang ớp muối nè. Bây giờ thì Trang ngồi cô chú anh chị vào trong nhà đi coi cá với Trang nha. Đi xuống nông trường. Con đi tới nông trường con mua. Con chào ông nha. Cái bà bán gạo bên đó, bà bán thức ăn vịt bên đó, bà chỉ con đi đó. Con muốn xịn nỉ. Nè con bao đổ ra. Con chơi đi. Ê, cô chú anh chị các bạn ơi, đây là ông Hai. Ông Hai là người đang giữ đàn cá này nè cô chú anh chị các bạn. Cá này cá thiên nhiên nghe cô chú anh chị. Cái nhìn là kiểu đâu cá nuôi không á. Xích ở đây. Ghê chưa, ghê chưa. Quá chừng quá đắt rồi ông Hai ha. Có cá cha hay có cá gì nữa không ông Hai? Cá điều hồng có, cá chép, cá chim trắng. Ủa thứ cá này cá he. Cá he, cá xin trắng, rồi cá đuôi hồng luôn. Mà khi mình nó về ở với mình mở giảng cho nó nghe, hễ mắt bắt giảng là nó nghe lên đó. Mở giảng thôi. Ông Hai ơi thì cái ngày mà ông biết đàn cá này là như thế nào vậy ông Hai? Cá này thiên nhiên nó lại có duyên gì không mà nó ở đây vậy? Không biết, mình nhà ngay giữa hai đầu người ta ăn mặn mà nó lại nó ở ngay giữa vậy đó. Dạ. Đó. Rồi hai nhà dạ. Rồi nó ở rồi nó ở mà chưa biết nữa. Ông chia sẻ cho con.
con mà cái như thế nào mà ông đã phát hiện đàn cá này nè? Đậu cái vỏ cái này nè, làm cụp cụp cái vỏ. Mình đã sợ hơn trời lấy cái vỏ. Dạ. Mà nó ở dưới cái vỏ á, nó làm cụp cụp, nó thảy cái vỏ ra, cái thảy thức ăn xuống, thảy nhà đó chưa có thức ăn, nó thảy ba cái xác đậu rồi nè. Dạ. Ở đâu nó phực lên ông nội con hai ba ngón nó rự rồi trơn. Trời ơi. Đó cái cắt cái nọc này nè. Mới nung ra ngoài rồi để cho vỏ trong này. Nặng mà cho nó ăn chứ nó ở chỗ đâu ở. Quá thế nó nhiều rồi. Cái con không ngờ là đàn cá thiên nhiên mà nó ở đây luôn ông ha. Ông dạ. Hai ông hai biết sao không? Cái con kinh của mình nó quá nhỏ. Nó xíu rồi mà nó. Cái xà lan nó chạy ngang là nó ra ngoài chạy, luôn. Nó chạy ra đây là nó lộn ngược không á. Dạ. Mình vẫn ở đó. Chỉ gặp nó nhát nó đi rồi. Dạ, viên heo ông hai. Dạ. Nó chạy qua đàn cá lộn ngược. Đây nè chút xíu có đi. Ông hai biết sao? Lúc trước con cũng có đi tham quan một đàn cá thiên nhiên gì nè, tới ở bên Dầm Nao á, con từ nhà con mà chạy đi tới bển là 60 cây số rằng. Của ông cô lấy cái thau đó để lâu lâu thấy lại ra cho chắc lúc đó con bắt cá cho nên nó con không có duyên bây giờ. Dạ. Con hết bắt cá rồi cái lạnh nhưng có duyên á. Chứ con mới phát hiện ở đây nè chứ không nó cũng đâu có biết phát hiện được đâu. Con mở clip không? Mở clip ông ba lên thấy dạ ở gì? Đây có sâu không? Không, cô Long chỉ cho con đi qua đó. Chắc cái này trong đâu. Này á, trong này thì nước nó đứng cũng khoảng còn có thấy đầu được, thấy đầu được ha. À, còn ở kia sâu à? Ở dưới đó hình. Ở dưới đây mình có cây gì không ông? Có cây ngâm lâu lâu, có khúc dài đẳng chứ không có ngâm đặc. Dạ. Nhưng mà cây để đóng hòm á. Cây để đóng hòm hả? À, cây để đóng hòm, chạy hòm đằng trong tinh nuôi con nó. Thì mình nuôi hàng ngày mình sẽ cho nó ăn cái gì vậy ông hai? Thì mới thì cho ăn sắc đậu đó chiều á. Chiều thì sắc đậu trộn với thức ăn này cho nó ăn. Còn dạ. Sáng thì cho nó ăn có thau. Có ai phụ tiếp ông hai cho nó ăn không? Thì thôi, mấy năm nay có ai đâu phụ đâu. Rồi nhờ quay hôm đó nay mấy tháng này lên có lại gai ít bao à, tức là đỡ. Có những mạnh mà có những người quay YouTube ha. Dạ. Cái mạnh thường quân người ta thấy người ta hỗ trợ cho ông hai. Xíu ơi cầm 500.000 qua bên đằng bún mình cô lên tính đi mua mượn không mày mua không có đứa này mua qua chạy được vòng không mất tiêu 500.000 luôn. Mất tiêu luôn. Tiêu luôn. Trời ơi. Rồi mấy ông ở trong kinh nè hồi sáng đem ra cho hết bao ăn rồi. Dạ cho ăn rồi đó ha. Dạ. À xíu ơi bự. Ông gà tiếp ba cải rồi cái ông thấy cho ăn gì vậy trời trời lâu quá thì cái này con xuống rồi nó có sợ con không ta? Không, con nó xuống dưới cầm thức ăn theo nó lội theo lên mình. Dạ. Thì cho con cái thau đó đi. Nó đâu khoe đâu. Đường đường này nè. Hả? À, có cái hầm hả? Ừ. Rồi. Nè. Thấy không? Rồi. Nước ở đây. Đây con lấy thức ăn cái ha. Thì hết đổ xuống. Rồi. Không, không sao, không sao. Dạ được, con để đây không sao đâu. Ha. Con thích cá lắm luôn á. Con rất là thích cá luôn. Không phải bắt luôn. À, cá ơi, cái này chị cho con ăn thôi nghe. Chứ chị không có bắt luôn đâu. Mặc dù là chị rất là thích bắt cá. Nhưng mà giờ chị không bắt cá nữa đâu. Để nó nhào dữ lắm, lại ra đỡ phải đổ xuống nó nhào ướt mình rất mấy chân mà nó không mơ to dữ á dữ lắm để luôn gai nó lên mạnh lắm rồi to dữ lắm ôi nó nhiều lắm luôn cô Long ơi nhiều quá đây cầm thức ăn á cầm thức ăn nhữ nhữ lại là dạ, nắm dở dạ, lên ha ông ơi nó nhiều dữ lắm luôn nó dậy dưới đây luôn nè thì bởi vì nó ở không trên ở dưới như sao gì vậy đó không phải là nó nổi trên mặt không đâu cứ nhắc cái giò là ăn rồi mà dạ. Bắt dính được không có nó lại đang là bở tay à hai tay bở ngạnh nó dở lên nó dữ lắm cứ nhắc cái giò dở á rồi nó không bắt nó bở không mà dở hai cái tay bở ngạnh đứng sững lên nè nó gì bốc bỏ ngay cái họng nó quen nó há họng lại đưa họng rồi đổ vô hả mình nhớ ăn hồi nó quen là dở nhân thì trời ơi thích quá à con này ở trên đừng có thấy đâu con lo đưa trên đừng có thấy đừng thấy lên đừng thấy con đừng thấy có nổi không đỏ có nổi không có gì đỏ bắt bởi hai tay ngạnh nó dở lên bởi hai ngạnh nó đừng có bởi mình nó còn cá nó vui lắm bốn kia cái đó được gì người ta dở thì khỏi nước luôn heo đó dân bắt cá ở đây bắt cá dính ừ,
Đây mày xuống bắt đi. Tắm đi. Cho mày tắm thoải mái, có bà nội nè tắm đi, nước cạn nghèo à. Chứ nó quen, ok, đưa lên là nhạo nó luôn. Mấy con cá bữa nay gặp nó cho ăn thoải mái. Nó ôm mình luôn á. Không có đâu. Nó táp kìa, nói vậy bỏ bỏ nó ra cho ăn là bỏ lên luôn hả? Ê, nó đừng có bỏ nhiều quá trời nhiều nữa. Nó nói là quá đi. Chứ sao mày? Con đó nó cái sóc cái này nhóc luôn. Từ từ. Cho lộn rồi thấy coi. Lộn sao coi. Lộn đi, lộn ra đi. Lộn ra này nè. Rồi lộn mò cái gốc cây đứng lên cho nó quê phiên kìa. Đừng thấy trên nó đập vô mặt con à. Thì thấy nhiều quá nó tràn đó. Oh, nè bắt nó là dở lên rồi thả xuống liền. Mạnh lên luôn là nó cũng vậy. Ừ, còn bắt nó mà mấy cái nó vậy. Chết rồi mấy con cá bữa nay nó đưa cái họng một đống nó táp vô cái nóc luôn. Dưới cầu. Cầu dưới này. Ôi. Trời ơi. Mò cái giò kiếm cái gốc cây ra đứng lên. Dạ có. Ôi. Đó, quay cái cảnh này đấy mới đẹp nè. Nước không sao kìa. Hả? Gì? Lúc đầu nó mới sâu lắm. Đi trong này là đi ngay cái hàng cây đi tới nè. Nó có được cái cây ở dưới đây nè. Ừ, dài lắm rồi, có cây không à. Nó quen rồi, nó không có ấy đâu. Nó có sợ mình, nó cứ nhắc ở dưới. Chạy luôn không à, ông hai ơi. Nó chạy ở dưới chân luôn á. Ờ, thì nó cứ nhắc ở trên sao, gì vậy á. Trời ơi, nó nghe lúa chạy bắt đầu kìa kìa. Kìa, quay lúa, nghe lúa kìa. Dạ. Quê ghe lúa nó coi nó giàu dữ, nó dễ nó ăn dữ à. Mẹ cái này phải thiệt xuống mà lặn cái thiệt. Thấy coi nó quá như vậy phải không? Tao lặn hôm đó là coi như thấy vậy đó, tao cứ nhắc ở dưới. Thôi nó lặn. Cứ khờ ở dưới. Đó nó lại đó cái thọc cái tay bỡ hà, thọc tay bỡ lên, bỡ ngạnh đi lên luôn hà, ờ vậy đó nó dạng thì hà. Hai ngạnh heo bên nó thấy không? Bị cái bắt đó. Sát vô ngạnh á, chứ mà ở ngoài này nhá là như vậy. Quá trời cá luôn à. Không luôn. Ôi, mấy thằng cũng đói chết mẹ thằng này phải đâu. Ta bỏ ít chứ bỏ quá nhiều. Cái viên xíu mơ nè, cái viên lớn không nè, nè xíu mơ đó, xíu mơ nó đem viên bành kia không thế. Trời ơi nó bự lắm luôn. Nó dày ở dưới hết trơn á. Cầm dân thiệt à, nó bắt hay lắm. Chú cứ bắt cái quay phim luôn. Đâu? Từ có bắt được à. Cá ơi, chị chém chạy mà tàu dày con quá, tàu chạy chém không kịp vô không kịp. Dỡ lên, dỡ cái đầu lên. Ờ, dỡ mạnh lên, nó xui lên á. Nè. Con phải bắt được mới được. Nắm sát chưa nó cho rắc à. Đây đi dẫn bị dối lắm thấy cái đằng kia kìa. Cái nhỏ đang cho nó quay lại cái nhỏ. Bự quá trời bự luôn rồi nè. Đây bà Lan còn 21 chị Trang lại đây cho con ăn nha. Lại đây chị Trang hốt chị Trang cho con ăn nha. Nay no bữa. Cá bự bắt không nổi. Thầy đang đánh nắm đi, đằng chỗ nó đứng nó quay lắm. Tao đứng như thấy con cậu. Ừ, đó đó các bạn. Nó bự bắt không nổi.
Thôi mày lại mày cho cô bác tiên bữa nay chứ con mày ăn no đắp vỗ bữa. Nặng lắm cá bà ông kiếm nó nặng lắm chứ. Ôi nó lại con nó nè, mày ơi. Tay bắt cá bữa nay từ thiện đó con ơi, ăn nó không bắt đâu sợ. Cho no à, không có, không có bắt đâu sợ. Hãy chia sẻ lên cho cô chú anh chị và các bạn á, có thể là cho thức ăn mình ăn hoài luôn ha, nuôi tới lớn luôn ha. Cho nên đừng có sợ nha, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Đi dài đã lẳng rồi, có cây chân à. Đi dài lẳng theo đó, bay bay cấp này, bay ra luôn theo cái đó đó. Ôi ôi, nó dậy ra dưới lên trơn á. Cái cưng nhắc cái gì á. Không, ông hai ơi, nhưng mà nó lội cái ngạnh nó vậy mà nó không trúng mình nha. Không, không, nó không có trúng. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Anh bự nè, anh bự nè. Nó đưa cái đầu vô đó, dở lên nè. Bỡ ngạnh nó chứ nhiều bắt nó rủi không à, nó sợ. Bỡ ngạnh nó gì mà nó không sợ. Dỡ lên nè, dỡ đứng lên nè, đừng có bị như nắm cái đó nè, mệt lắm. Dỡ đứng lên á. Ờ. Đó cho nó quay cái máy vô nó mới hay. Bây giờ là hết trơn mày. Chúng mình đi cô chú anh chị. Đây đây lại ăn con ơi, lại ăn con ơi. Mai mốt chị Trang mua ăn lại cho con ăn nha. Dạ nó quen rồi cô chú anh chị ơi, nãy giờ Trang cho ăn vô quen rồi, nãy giờ bắt lên luôn nè, nhà đó không quen rồi. Bây lội lãnh đi, nó lội theo hoài đó. Cúp mẹ nó lội theo rồi đó. Nó lội theo rồi đó. Nó quen rồi, nó biết rồi đó. Cho ăn nó quen rồi đó. Là nó biết cái lội hoài theo đó. Chắc về đây thử cá luôn rồi. Con cá ở đây cũng có linh tích nhà cô chú. Đó. Cái muốn không biết kìa. Chắc mới đúng á. Chắc nó sợ lạ nhưng mà giờ nó quen rồi nè. Ăn cái búa mày kìa Biên. Cái tết tầng đó cá nhỏ nó mới về hôm nay mấy tháng. Đây, đây là cá không có gà nha cô chú. Cái này là cái vỏ của ông hai đi ra đi vô nè. Nó ra đường đó đó. Cái chim nó không nổi lên quay được về cái chim đi. Thôi trời ơi. Cái chim nó ra ngoài á. Ra ngoài đó đó. Cái chim nó khùng. Là sâu. Cái bọc rồi. Ờ, cá cho bác luôn mẹ ơi. Kìa kìa con này cái đâu bự kìa. Nó bị lưới câu hay gì nữa. Vì khi nó xoay, nó đói quá nó xoay. Như cái này cá nó 4kg á. Không có cái vợt bỏ vô lấy cái bỏ cân thử cơ được mấy ký. Trời phạt cái tầng nó lạc cái đấu kìa tầng. Nó kẹt cái tầng. Dễ à. Đó. Trời ơi, trời dân bắt cá mà dân lội với xong mà nó đâu có ngán mà dân bắt cá mà ngày nay ta nghỉ mà. Nó tới hôm nay rồi đó. Đó. Dân bắt cá mà. Dân lặn mà chứ không phải dân chơi hả? Không có, không biết mà cũng như sợ mình lặn bắt tới á. Ừ.
lặn cái chân chỗ công an lặn rồi hổm. Sâu lắm. Thì hồi nãy cho em có nói với chú anh chị đó là ông Hải không có gào đâu cô chú. Cứ gào cái dách không, bây giờ cái dách có thẳng không? Để cho cô chú xem mà. Đâu rồi chỗ này không có dách cái xét. Bấm củ cái xét vô mẹo. Nhưng mà dưới là mấy cái bắt cá đã nó giới thiệu nghe. Dân thì bắt cá gà lần chứ không phải dân không dân cái đâu. Dạ con không phải là dân ăn chay trường. Bây giờ là ta mới hồi hồi ta thôn lại ta mới tu rồi thôi chứ hồi lần đi bắt cá. Dạ. Sao mày con đi em đi bắt cá hồi đồng á chị? Gà đồng bắt cá mà. Cái gì xong rồi mới đi theo bên cô Long với chú Chính nè. Để mình làm từ thiện, mình làm cái thiện rồi đó. Tôi chưa dám nặng nghe đó. Anh chưa dám hả? Chưa dám hả? Có con ở bên nhỏ, tắm cái loại quả. Chưa dám hả? Ngang lắm, một mình chứ. Làm ngang đó. Cái thao còn thức ăn không? Cái sông này nó rất nhỏ, anh về nó ở ở bên kia có bệnh. Tại vì lần trước con đi á, ngoài sông lớn á, có thể có khả năng cao là tại vì nhiều cá, là tại vì người ta cũng thả con kinh á. Còn cái ở đây là con thấy chuyện này là cũng đặc luôn á, tại vì con kinh của mình quá nhỏ. Nhỏ, còn người ta ở ngoài là thả cá tấn luôn á. Của người ta là sông lớn. Sông lớn thì em lại thả lận cả 100 ký, 200 ký. Còn cái này của mình là sông rất là nhỏ, một chiếc tàu tự nhiên thôi là 2 ký thì qua mặt không được rồi. Này con, con ăn đi con. Bự sẽ cầm không nổi. Thôi nổi. Bự cầm nổi đâu, ra hai tay mà. Tại vì con nhỏ nhỏ mà làm. Mấy cá lớn là dở nặng lắm, 4 kg luôn mà. Em rồi. Thấy nó dày ở dưới luôn á, nhưng mà nó không có đụng mình đâu nghe. Đụng đâu nghe. Nó, nó quen rồi bơi mốt nó hỏi cái cô gì Thanh Lộc đâu vô tiêu rồi. Đến đây rồi Trang cho cá ăn, Trang cảm thấy rất là vui luôn, cũng là một cái duyên gì đó mình nói chuyện nữa cô chú, tại vì cách nhà Trang có cây ngoại số thôi, cũng đâu có xa lắm đâu, nhưng mà khoảng 4 năm nay thì Trang mới biết về gì kìa, biết xuống mới biết được ở đây có đàn cá duyên đó, thì có cô chú anh chị nào mà có muốn gây duyên với đàn cá cũng như có thể hỗ trợ ông Hai để cho nó ăn đó, để nuôi nó có thể càng ngày càng nhiều. Thì mình ở đâu Hai? Ông Hai ơi, mình ở đây là ở đâu? Ở Sáu Bọng, ở Sáu Bụng mà ấp Bình Quế 2, xã Thành Quế, xã Thành Quế ở Sáu Bụng, huyện Vĩnh Thạnh mà chế cái chốt công an đó. Mình ở đây có chốt công an không? Dạ, có chốt công an sát danh nè. Mà ở mình chỗ mà cái chỗ hồi nãy Trang lặn thì cũng có cái anh công an đó, thì tại vì nhiều cũng đồn với nhau là sợ như là ông Hai sẽ làm mình để mình nuôi á, thì cũng có anh công an ảnh lội giống như Trang cái chỗ hồi nãy anh lội lặn ra, anh lặn để coi đó, công an lặn rồi đó, lặn ở chỗ đó, lặn cậu rồi đó, mình thảm ra thằng thứ tá Lâm á, thứ tá Lâm lặn dưới này nè, có cái nhỏ đó nè ông Hai, nhỏ mới lợi đó mấy ngàn lần đó, nó đẻ ra hay là nó không biết. Cái nhỏ lại mấy tháng nay con cành dưới bên này bự tên rồi đó. Thấy không? Bắt lên con đừng đưa vô mặt. Để ở ngoài đừng đưa vô mặt. Nó dãy mình, nó sợ mình. Nè 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 nè, chị Trang không ăn thịt đâu. Lại đây. Thấy không?
ta biết mà cái dân này cho bắt cá, bữa nay người ta tu người ta thiện rồi, người ta đâu có sợ đâu. Đúng rồi. Từ ra về chắc cũng không dám ăn cái nào. Thôi. Bữa nay màu vậy em thấy nó còn chán chán ở ngoài kìa. Em còn hai găng lại, chị sẽ lại thăm mấy em nha. Quá trời luôn rồi. Mắm thế gọi tại xuống đây là đuôi với hay không luôn á. Ăn ngán màu rồi đó thấy không? Từ từ. Bữa có hộp nào mà phát gì đâu. Cây nha, còn đây nè, cây rồi đắt nè. Ừ, nữa thôi. Nói lại đi. Để ngồi nữa, cái người ta lại nữa không có. Rồi, tao chạy thôi, mình đi ra ngoài. Không đi nữa là thì à. Không có lợi ra ngoài không á. Thấy quấn không? Sao nào? Cái nón của em. Ờ, ông ơi, đẩy xuống đây mai, trở lại mình con nè mai. Đi người thấy người biết. Nhiều lên, thấy nhiều nhiều vòng vòng cho nó ăn lên cái. Đẩy đi mai. Mấy chị duy thiệt, tụi hay lại sợ nó chua à. Chú chị nào qua thôi đi, lên lại nè. Êm hồi để lên dữ lắm. Cá cha. Cá cha con liệu đi. Máy chạy, máy chạy mới chung ra ngoài nó trốn. Nó nghe máy chạy cành cành là nó trốn. Nó chạy nè, máy chạy nó đâu lại mà nó trốn chị. Hồi nãy giờ nó nghe máy chạy. Không ghê à? Không chịu nó sốc rồi. Tụi nó lại dư màu xe. Quá trời, bữa nay dư rồi mà hả trời. Gặp nó quá nó ăn luôn hết. Nó quen rồi, người gặp nó ăn quá nhiều rồi mà nó không có nó ăn. Cho nó ăn gì từ từ thôi. Hôm nay con chia sẻ video lên là có những khu lúa quần hồng gom á. Sẽ tới tay cho hai để cho nó ăn được rồi nhiều nó cũng bà bự. Ta không tiếp nó điện cô hoài chết luôn. Nó kêu tới nhà nó kêu. Con nó ăn theo khả năng của con có. Nó đâu cần nhiều, yêu cầu có một ngày nữa bao là nó sống rồi. Ăn quen rồi, từ nhỏ lớn Hà Tiện với ông Hai quen rồi. Ăn phí quá, ăn phí quá mời mốt đói. Cái tóc cá lớn lại là lớn chân rồi, cái tóc cá lớn nhiều lắm. Cá lại đậu lên con dữ lắm nhiều chứ không phải ít đâu. Còn... Này con có thì dinh dữ lắm, chị dày nước rồi luôn nè. Bây giờ nước này nó hú lên. Bữa tối hôm qua thì con lại thì con có thấy cá còn hồng nữa. Dưa hồng nữa, chị Vinh trả nở với cái cây ok đó đó. Dạ, xin trắng ở đó, nó trốn ngoài á. Bằng ngày nó không có lên. Mát trời nó mới lên. Mát trời cái đêm, nó lên. Mẹ ơi. Rồi, Trang chia sẻ video đến đây thì Trang cũng xin khép lại. Trang cảm ơn quý ông bà, cô chú, chị và các bạn đã xem hết video nha. Trang chúc chị và các bạn của mình có thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Trời bắn đồ con. Bye bye. Lại đây, mấy em lại đây. Đó, phải lại xe rồi nè. Kìa, dân cào ốc tới kìa. Cào ốc đó. Nó cào ốc quấn. Để tối ngày kinh này động dữ lắm mà nó không có sợ. Chút xíu là ghe chạy, chút xíu là ghe chạy rồi. Ừ. Đó, nó xe luộc cào kìa, lên bựng bựng. Ghe cào là tự nhiên thôi, còn ghe lúa nó chạy giật nước dữ lắm. Quá trần nó chạy dưới đây luôn nè. Ôi ôi, bây giờ con bụng là ngàn ngàn con nở dưới luôn á. Quá trời nó bị như này. Ham luôn á trời. Nó còn ở đây luôn, con nghĩ về luôn á.